đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học toàn diện lớp 8, 2K10 để chinh phục chương trình mới các em nhé. Chào các em khóa 2K10 thân yêu, chị là Hoa và chị rất vui khi được đồng hành cùng khóa 2K10 năm nay trong chương trình ngữ văn 8 của bộ sách Cánh Diều. Chị rất mong rằng trong một năm học chúng ta đồng hành cùng với nhau thì chị có thể giúp đỡ cho các em học tập thật tốt với môn ngữ văn và mong rằng chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều giá trị hơn nữa từ môn ngữ văn này ngoài những giá trị về điểm số trên lớp các em nhé. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn nha. Và đầu tiên sẽ là hoạt động khởi động. Câu đầu tiên, câu 1, đây là tranh minh họa cho tác phẩm nào? Và ở đây thì chị có 4 đáp án. Và nếu như là mình trả lời đúng thì chúng mình sẽ nhận được ngay một cái mặt cười. Còn nếu như mà chúng mình trả lời sai thì trên màn hình slide của chị sẽ hiện một cái mặt buồn đấy các em ạ. Rồi, gợi ý của chị cho câu hỏi này đó chính là tác phẩm này các em đã được học trong chương trình ngữ văn 7 bộ sách Cánh Diều. Và cũng chắc là sẽ là tầm này năm trước là chúng mình đã được học về tác phẩm này rồi đấy các em ạ. Rồi ok, và chị nghĩ rằng là đã có bạn đã đưa ra đáp án được rồi đấy. Chúng mình hãy cùng nhau thử đi phân tích xem nhé. Tác phẩm này liệu có phải là Thánh Gióng không các em nhỉ? Liệu có phải là Thánh Gióng không nhỉ? Nếu như là Thánh Gióng thì đây là một chuyện truyền thuyết đúng không nào? Và truyền thuyết thì bức ảnh, bối cảnh trong bức ảnh này sẽ phải là một bối cảnh gì đó liên quan đến lịch sử đúng không nào? Cho nên là chúng ta sẽ loại ngay phương án A nha. Phương án A chúng ta sẽ loại ngay rồi, các em thấy chưa? Nếu như mà có bạn nào mà chọn phương án A thì đã nhận ngay một cái mặt buồn rồi đấy. Rồi, tiếp theo nhé, là chúng mình sẽ thử đến phương án B. Các em còn nhớ phương án B không? Nếu là Tiếng Gà Trưa, các em còn nhớ tác phẩm này không nhỉ? Tác phẩm Tiếng Gà Trưa này thì chúng mình cũng đã được học trong chương trình ngữ văn 7 rồi. Nhưng mà Tiếng Gà Trưa ở đây là một bài thơ của Xuân Quỳnh Cơ, cho nên là tranh minh họa cho bức ảnh này, tranh minh họa cho tác phẩm này thì cũng không chính xác đâu các em ạ. Cho nên là phương án B chúng ta sẽ cũng loại luôn nha. Rồi, vậy còn phương án C và D thì sao? Nếu là C, Ếch Ngồi Đáy Giếng cũng là một tác phẩm các em đã được học rồi. Nhưng Ếch Ngồi Đáy Giếng ở đây thì lại là một câu chuyện như thế nào nhỉ? Một chuyện như thế nào nhỉ? Còn bạn nào có nhớ không? Ếch Ngồi Đáy Giếng ở đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Nên là chúng mình học thì chắc chắn rằng chúng mình sẽ loại ngay phương án A, B, C. Vậy thì chỉ còn phương án D thôi các em ơi. Đây là tác phẩm buổi học cuối cùng và chị nghĩ chắc chắn là đã có nhiều bạn có đáp án giống như chị rồi đấy. Vậy tác giả của buổi học cuối cùng là ai? Chính xác, đó chính là Alphonse Daudet. Và truyện ngắn Alphonse Daudet buổi học cuối cùng này đã khẳng định rằng tiếng nói gắn liền với tự do và vận mệnh của đất nước là điều quan trọng nhất. Và đồng thời thì Alphonse Daudet cũng đánh thức và gieo vào trái tim người đọc ý thức giữ gìn ngôn ngữ dân tộc, cũng là hạt giống của lòng yêu nước các em nhé. Và tiếp theo là chúng mình sẽ sang câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai sẽ là một câu hỏi khó hơn một chút đây các em ạ. Đây là tranh minh họa cho tác phẩm nào? Và gợi ý này, gợi ý ở đây sẽ là tác phẩm này là tác phẩm mới và chúng mình chưa được học đâu. Tuy nhiên, sắp tới trong chương trình ngữ văn 8 là chúng mình sẽ được học đấy. Nếu như là bạn nào đã xem trước chương trình thì chị chắc chắn rằng bạn ấy đã đoán ngay ra được với cái bối cảnh là có những cái bạn nhỏ này mặc áo dài, trên tay cầm quyển sách và nắm tay mẹ đi đến trường thì chắc chắn không thể nào sai được đâu các em ơi. Đây chính là tác phẩm Tôi Đi Học. Chính xác nhá. Hoan hô cho những bạn mà đã trả lời có câu hỏi chính xác các em nhá. Rồi, tiếp theo. Tôi Đi Học là một tác phẩm của nhà văn
thanh tịnh đấy các em ạ. Và đây là tác phẩm chúng ta sắp sửa được học, nên là chị cũng sẽ không bật mí nhiều cho chúng mình đâu, mà chị sẽ để dành để cho những buổi học sau thì chúng mình sẽ đi tìm hiểu với nhau thêm các em nhé. Và câu hỏi thứ ba, câu hỏi thứ ba sẽ là một câu hỏi cực kỳ khó đấy các em ơi, nên là chúng mình cùng phải tập trung vào đây nhá, bởi vì đây là một tác phẩm chúng ta chưa được học và cũng khó mà trong cái chương trình ngữ văn 8 sẽ không đưa vào. Đây là một tác phẩm ở ngoài chương trình, tuy nhiên thì chị vẫn muốn đưa vào trong tác phẩm này, trong trong cái bộ câu hỏi này, bởi vì đây là một tác phẩm siêu kinh điển của văn học Việt Nam. Và với những bạn nào yêu thích môn văn, đặc biệt là yêu thích với văn học Việt Nam thì không còn xa lạ đâu. Chị sẽ gợi ý một chút nhé. Tác phẩm này thì đã được chuyển thể thành phim. Và các em thấy không, bên cạnh nhân vật nam thì có nhân vật nữ. Và với tên gọi chúng ta vẫn thường hay gọi, đây là Thị Nở. Và Thị Nở đang cầm cái gì đây các em biết không? Chị nghĩ chắc chắn là nhiều bạn không cần đến gợi ý của chị mà đã có thể trả lời ngay được rồi. Thị Nở thì đang cầm bát cháo hành. Chi tiết bát cháo hành là một chi tiết mà rất đắt giá, mà trong những cái bộ phim cũng đã đưa vào và xây dựng cực kỳ hay. Nếu như mà chúng mình bắt đầu lựa chọn đáp án, chúng mình sẽ lựa chọn đáp án gì nhỉ? Có phải là đéo cày giữa đường hay là ếch ngồi đáy giếng không? Hoàn toàn không phải đâu các em nhé. Bởi vì hai tác phẩm đéo cày giữa đường và ếch ngồi đáy giếng là hai chuyện ngụ ngôn chúng ta đã học trong chương trình ngữ văn 7, nên là chúng mình sẽ phải loại ngay nha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chỉ còn đáp án B và đáp án D thôi. Rồi, chị nghĩ là có nhiều bạn nhìn mặt nhân vật thì có thể sẽ đoán là phương án B, cái mặt không chơi được, tại vì nhìn trông dữ tợn như thế này mà đúng không nào? Cho nên là nhiều bạn sẽ đoán vào cái mặt không chơi được, nhưng cũng sẽ có bạn đoán vào tác phẩm Chí Phèo. Vậy thì như chị cũng đã gợi ý rồi đấy, bên cạnh nhân vật nam là nhân vật nữ tên Thị Nở, và chúng ta biết rằng Thị Nở và Chí Phèo là một đôi, cho nên là đáp án chính xác mà chị muốn đưa ra ở đây đó chính là tác phẩm Chí Phèo. Và dành một tràng pháo tay dành tặng cho những bạn trả lời đúng, bởi vì các bạn phải rất xuất sắc mới có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì đây là một câu hỏi theo như chị nói là một câu hỏi rất là khó, và tác phẩm này thì cũng không được đưa vào chương trình trong chương trình ngữ văn 8 của sách giáo khoa đâu các em ạ. Vậy một câu hỏi nhỏ tiếp theo này mà chị muốn hỏi các em đó là, vậy thì điểm chung của ba tác phẩm ở đây là gì nhỉ? Theo các em, điểm chung của ba tác phẩm ở đây là gì? Các em đã đoán được chưa? Chúng mình thử nghĩ xem nào. Tác phẩm đầu tiên mà chị đưa ra là Buổi học cuối cùng của Alphonse Daudet này. Tác phẩm thứ hai mà chị đưa ra là Tôi đi học của Thanh Tịnh này. Và tác phẩm thứ ba mà chị đưa ra là Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Vậy điểm chung giữa ba tác phẩm mà chị đưa ra là gì? Câu hỏi này hơi khó, cho nên là chị sẽ xin phép được trả lời luôn nhé. Điểm chung của những tác phẩm này thì đều thuộc cùng một thể loại đó các em ạ. Và các em biết đó là thể loại nào không? Nếu như mà nhắc đến thể loại thì sẽ dễ dàng hơn với các bạn, bởi vì khi mà các em học chương trình ngữ văn 7 thì buổi học cuối cùng chúng ta đã đề cập đến thể loại của tác phẩm đó rồi. Và thể loại của tác phẩm buổi học cuối cùng đó chính là gì nhỉ? Chính xác, đó chính là truyện ngắn. Vậy điểm chung giữa những tác phẩm mà chị vừa hỏi trên thì đều thuộc cùng một thể loại, đó chính xác là thể loại truyện ngắn. Và nhắc đến thể loại này thì các em không còn quá xa lạ nữa đúng không nào? Bởi vì chúng ta đã được tiếp xúc và tìm hiểu trong chương trình ngữ văn 7. Tuy nhiên là với chương trình ngữ văn 8 của bộ sách Cánh Diều năm nay thì chúng mình sẽ được đào sâu hơn cũng như là hệ thống hóa lại kiến thức về thể loại này nhé. Và bài đầu tiên trong chương trình ngữ văn 8 thuộc bộ sách Cánh Diều năm nay đó chính là kiến thức ngữ văn về thể loại truyện ngắn. Rồi, bài đầu tiên chúng ta sẽ học là kiến thức ngữ văn
về thể loại truyện ngắn này với chương trình sách giáo khoa 8 bộ sách Cánh Diều năm nay thì các em sẽ được làm quen này, được tiếp xúc này và được hệ thống hóa lại kiến thức với những thể loại như ngoài truyện ngắn ra thì các em sẽ được gặp gỡ và được làm quen, được tiếp xúc với thể loại là thơ 6 chữ, thơ 7 chữ này, văn bản thông tin này, hài kịch, truyện cười này và nghị luận xã hội nữa. Nhưng với cái bài học ngày đầu với bài học hôm nay thì là bài học đầu tiên và chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thể loại truyện ngắn này nhé. Và chúng mình sẽ cần chuẩn bị những gì giúp chị vào buổi học ngày hôm nay? Đó chính là gì nhỉ? Chúng mình đã đoán được chưa? Chúng ta cần phải chuẩn bị gì nhỉ? Đó chính là bút này, những cái cây bút nhiều màu để làm gì đây? Bút thì sẽ để bút mực đen, mực xanh thì để viết này, mực đỏ hoặc là bút highlight này thì chúng mình sẽ sử dụng giúp chị để chúng mình sẽ đánh dấu vào những cái từ ngữ hoặc là những cái câu quan trọng ở trong sách giáo khoa mà nó quá dài mà chúng mình không thể nào mà viết kịp vào trong vở thì hãy sử dụng giúp chị nhé. Đó là những cái cây bút này, ngoài ra sẽ là những cái cây bút nhiều màu để đánh dấu vào trong sách giáo khoa nhé. Và dụng cụ học tập không thể thiếu tiếp theo các em ạ. Vở. Rồi có bạn nào học mà không cần có vở ghi không? Như thế là không được đâu nha. Chúng ta học là chúng ta cần phải có vở ghi chép bài đầy đủ các em nhé. Chúng mình cần phải có vở ghi và chúng mình cần phải có sách giáo khoa nữa các em ạ. Để khi mà chị hỏi đến câu nào thì chúng mình hãy tìm những ngữ liệu ở trong sách giáo khoa để trả lời giúp chị câu hỏi đấy nhá. Rồi chúng mình đã chuẩn bị sẵn đủ những cái đồ dùng học tập cần thiết chưa nào? Rồi, ngoài ra thì có thêm có thể là bút kẻ, bút chì, tẩy vân vân đấy thì cũng hãy chuẩn bị đầy đủ giúp chị nhá để chúng mình có thể bước vào buổi học một cách chỉn chu và đầy đủ nhất các em nhá. Rồi ok. Và buổi học ngày hôm nay thì sẽ chính thức bắt đầu luôn nha. Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ đưa ra cho các em những yêu cầu cần đạt mà chúng mình cần phải làm được sau khi mà buổi học này kết thúc. Và yêu cầu cần đạt này thì chị lấy ở đâu? Không đâu xa xôi đâu các em ơi. Đó chính là ngay trong mục yêu cầu cần đạt của sách giáo khoa và ở trên slide thì chị đã scan ra cho các em rồi đấy. Chúng mình có thể theo dõi ở trong sách giáo khoa hoặc là theo dõi ở trên slide giúp chị các em nhé. Về yêu cầu cần đạt sau khi mà chúng mình học xong bài này thì chúng mình sẽ cần phải nhận biết được ở đây là gì nhỉ? Nhận biết được ở đây đó là yếu tố về hình thức và yếu tố về nội dung của truyện ngắn. Đây là những yếu tố mà truyện ngắn nào cũng bắt buộc cần phải có. Lưu ý giúp chị nhé. Những yếu tố này thì truyện ngắn nào cũng bắt buộc cần phải có. Ngược lại tức là trong truyện ngắn thì sẽ hội tụ đầy đủ những yếu tố này các em nhé. Ngoài ra thì sẽ có những cái truyện ngắn nó có nhiều yếu tố hơn hoặc là nó có ít yếu tố hơn nhưng tựu chung lại thì truyện ngắn sẽ bắt buộc cần phải có những yếu tố về hình thức và yếu tố về nội dung của truyện ngắn. Hình thức của truyện ngắn này, về hình thức của truyện ngắn thì chúng ta cần phải có đó là về cốt truyện nhá, về nhân vật, về chi tiết, về ngôi kể, về ngôn ngữ và nội dung ở đây các em cần phải lưu ý giúp chị là đề tài, chủ đề, ý nghĩa của văn bản, tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện. Và những cái yêu cầu sau này, ví dụ như yêu cầu cần đạt thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm thì chúng mình sẽ cần phải làm trong những bài sau. Với bài học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tập trung vào yêu cầu cần đạt thứ nhất giúp chị nha. Một câu hỏi nhỏ nữa và câu hỏi này thì chị chắc chắn 100% bạn nhỏ nào cũng có thể trả lời được
Khi tìm hiểu tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn thì chúng ta cần phải lưu ý những yếu tố nào? Quá đơn giản rồi đúng không nào? Bởi vì như chị vừa mới nói xong, đó là những yếu tố về về gì nhỉ? Về hình thức, đúng rồi, và về nội dung, chính xác rồi. Hai yếu tố mà truyện ngắn nào cũng sẽ bắt buộc phải có nhá. Và khi mà chúng ta sẽ phân tích tác phẩm thì chúng mình cũng cần phải lưu ý giúp chị hai yếu tố về hình thức và nội dung của tác phẩm các em nhé. Và đây thì chị có khung, chị kể bảng những yếu tố về hình thức của truyện ngắn và chị có một bảng những yếu tố về nội dung của truyện ngắn. Tuy nhiên là ở trên slide của chị thì diện tích nó có hạn thôi, nên là chị không thể nào mà trình bày một cách thẩm mỹ và đẹp hơn được. Và ở trong quyển vở của mình ấy, ở trong quyển vở của mình thì chúng mình có thể mở trang giấy ra, và cái diện tích của trang giấy thì rất là lớn, nên là chúng mình có thể trình bày theo những cái kiểu khác. Và chị thì rất là khuyến khích những bạn nào mà trình bày đẹp, khoa học, các em nhé, là chúng mình có thể là tùy ý sáng tạo cái kiến thức mà chúng mình trình bày vào trong vở nhé. Không cần phải kể bảng đâu các em ạ. À, chị có thể đưa ra một vài hình thức để chúng mình trình bày vở một cách đẹp hơn và giúp chúng mình học dễ hơn các em nhé. Đây, chị sẽ cho các em xem một số hình thức. À, các em biết đây là cách trình bày gì không nhỉ? Chị đoán ngay, chị sẽ đoán rằng là có nhiều bạn đã nói được ngay rằng là chị ơi, đây là sơ đồ cây đúng không chị? Không thể nào mà sai được đâu các em. Đây là sơ đồ cây và chúng mình có thể trình bày theo kiểu sơ đồ cây này hoặc là một cách trình bày khác chị thấy cũng rất đẹp và được nhiều bạn áp dụng đấy các em ạ. Đó chính là trình bày sơ đồ theo kiểu xương cá này. Và chị thì rất là khuyến khích các bạn nào mà trình bày đẹp, bởi vì chị nghĩ trình bày đẹp thì không phải là chỉ vì để cho nó đẹp đâu các em ơi, mà bạn ấy phải nghiên cứu bài học một cách rất là kỹ càng. Và khi mà nghiên cứu kỹ càng như vậy thì các bạn ý mới có thể tiếp thu được kiến thức vào đầu và tự trình bày lại theo cái ý hiểu của mình. Tức là chúng ta đã hiểu bài rồi nhưng mà chúng mình còn làm bài đấy đẹp nữa thì quá tốt rồi đúng không nào? Nên là chị rất khuyến khích những bạn mà trình bày đẹp nhá. Rồi, và với cách tìm hiểu về yếu tố về hình thức cũng như là yếu tố về nội dung thì các em sẽ cần giúp chị là chúng mình hãy mở bài bài 1 truyện ngắn kiến thức ngữ văn sách giáo khoa Cánh Diều trang 12 giúp chị. Để phần này thì chúng ta có thể là vừa tìm tư liệu ở trong sách giáo khoa và đồng thời thì chị em mình sẽ cùng nhau ghi bài các em nhé. À, các em đợi chị một chút để chị xem là chúng mình có nhìn rõ cái màn hình mà chị chia sẻ không nhá. Ừ, chị thấy rằng là chúng mình vẫn đang nhìn rõ mà màn hình mà chị chia sẻ đúng không nào? Chị để như thế này thì cũng không bị nhỏ quá đâu đúng không? Và chúng mình sẽ cùng cùng đọc ngữ liệu ở trong sách giáo khoa và đồng thời thì chị em mình sẽ cùng nhau ghi bài nhé. Và chúng ta thì đừng lo rằng việc học qua video như thế này thì bị hạn chế bởi vì chị em mình không gặp được nhau, nhưng mà chị thì lại nghĩ khác đấy các em ạ. Bởi vì là khi mà chị hỏi thì chúng mình cũng hãy suy nghĩ và tự trả lời cho những cái câu hỏi của chị, và sau đó thì chị em mình sẽ lại cùng nhau ghi bài cơ mà các em đúng không? Cho nên là chúng mình hãy học tập thật tốt và cố gắng nhé các em. Rồi, về yếu tố đầu tiên về mặt hình thức của truyện ngắn thì sao nhỉ? Thì cốt truyện trong truyện ngắn như thế nào? Trong truyện ngắn thì cốt truyện là gì? Trong truyện ngắn thì cốt truyện là gì? Chúng mình hãy cùng tìm ngữ liệu ở trong sách giáo khoa và suy nghĩ một ít phút nhé. Chị nghĩ là có những bạn thì đã tìm ngay được câu trả lời rồi đấy. Vì trong sách giáo khoa thì cũng đã đề cập rất rõ ràng rồi đúng không nào? Đó chính là câu có truyện ngắn khai thác cốt truyện kỳ lạ, lại có truyện ngắn viết về câu chuyện giản dị đời thường, có truyện ngắn giàu tính triết lý trào phúng châm biếm hài hước, có truyện ngắn thì lại rất giàu chất thơ đúng không nào?
Và ở đây thì chúng mình sẽ đúc kết lại giúp chị một ý chính thôi, chúng mình chỉ cần ghi ngắn gọn lại thôi. Còn bạn nào muốn đầy đủ hơn thì chúng mình hãy sử dụng bút đánh dấu và đánh dấu ngay vào trong sách giáo khoa phần đấy nhá. Còn ở trên vở ghi thì chúng mình chỉ cần ghi ngắn gọn thôi các em ạ. Về cốt truyện của truyện ngắn thì sẽ là cốt truyện kỳ lạ này, đời thường, giàu tính triết lý. Giàu tính triết lý này. Ngoài ra thì còn có thể là cốt truyện trào phúng hoặc là giàu chất thơ, đúng không nào? Giàu chất thơ đúng không nào? Và trong truyện ngắn thì cũng đã đề cập rất rõ đến các em đó là về thể loại này, thì tuy nhiên thì chị sẽ mở rộng kiến thức ra một chút các em thôi, các em nhé. Đó là truyện ngắn thì là một thể loại văn học như trong sách giáo khoa đã đề cập rồi. Và truyện ngắn thì sẽ thường là những câu chuyện được kể bằng văn xuôi và có xu hướng ngắn gọn, xúc tích và hàm nghĩa hơn. Và so sánh, cái sự so sánh ở đây là sự so sánh với thể loại tiểu thuyết, tức là tiểu thuyết thì sẽ là thể loại văn học có dung lượng dài, còn ở đây truyện ngắn thì chỉ có xu hướng ngắn gọn, xúc tích, hàm nghĩa hơn những câu chuyện dài như tiểu thuyết. Và thông thường ý, thì truyện ngắn sẽ có độ dài khoảng chỉ từ vài dòng đến vài chục trang, và trong khi đó thì tiểu thuyết thì rất khó có thể dừng lại ở con số đó. Và các em biết một điều đặc biệt tiếp theo là gì không? Truyện ngắn thì được chia ra rất nhiều loại đấy, không phải là gộp chung vào một thể loại truyện ngắn đâu các em ạ. Mà trong truyện ngắn thì người ta còn phân tách ra đó là gì nhỉ? Truyện mini này, truyện ngắn này, truyện cực ngắn này, truyện chóp này, và có những truyện ngắn thì chỉ có vài từ thôi đã trở thành một câu chuyện ngắn rồi đấy. Rất là đặc biệt và thú vị đúng không nào? Rồi tiếp theo nhá, một câu hỏi tiếp theo này, nhân vật trong truyện ngắn có những đặc điểm gì? Nhân vật trong truyện ngắn như thế nào? Hay nhân vật trong truyện ngắn có những đặc điểm gì nhỉ? Và ở trong sách giáo khoa thì đã có một ngữ liệu, đó chính là kết cấu truyện ngắn thì không chia thành nhiều tuyến nhân vật. Đó chính là những cái kiến thức mà cơ bản nhất mà chúng mình cần phải ghi nhớ trong buổi học ngày hôm nay. Tuy nhiên rằng thì chị lại vẫn muốn mở rộng hơn một chút cho chúng mình hiểu thêm về nhân vật trong truyện ngắn này. Đó là chắc chắn rằng nhân vật trong truyện ngắn phải có cái số lượng ít hơn, và ít hơn ở đây thì chúng mình cũng sẽ so sánh với tiểu thuyết nhé. Bởi vì sao mà chị lại hay so sánh truyện ngắn với tiểu thuyết? Bởi vì chúng mình sẽ rất dễ bị nhầm lẫn giữa truyện ngắn này và tiểu thuyết, thì chúng mình sẽ rất dễ bị nhầm lẫn đấy. Tuy nhiên rằng nhân vật trong truyện ngắn thì số lượng chỉ rất là ít thôi và thường bắt buộc phải được xây dựng theo nguyên tắc điển hình hóa. Nguyên tắc điển hình hóa là sao? Tức là nhân vật phải được đặt trong một hoàn cảnh cụ thể, vừa mang tính chung phổ quát, vừa mang tính riêng độc đáo. Và trong truyện ngắn thì nhân vật là một mảnh nhỏ của thế giới thôi, là hiện thân cho một trạng thái của quan hệ xã hội, của ý thức xã hội hoặc trạng thái tồn tại của con người. Ngoài ra thì nhân vật sẽ là phát ngôn trực tiếp hoặc gián tiếp cho tư tưởng của nhà văn. Nói như vậy thì nghe hơi hàn lâm, thì bây giờ chị sẽ diễn đạt theo một cái cách đơn giản và dễ hiểu hơn. Tức là ở đây, nhân vật trong truyện ngắn phải được xây dựng theo nguyên tắc điển hình hóa, bởi vì nhân vật trong truyện ngắn không phải là anh A hay là anh B này tôi nhấc từ trong cuộc sống vào trong tác phẩm, mà anh A này phải đại diện cho nhiều người, phải đại diện cho hẳn có thể là hẳn một tầng lớp, và anh A ấy phải được xây dựng theo nguyên tắc điển hình hóa của số đông, tức là anh A ý sẽ có điểm chung của tất cả mọi người của một cái tầng lớp đấy, và anh A đấy sẽ được đặt vào trong tác phẩm các em nhé. Và ngoài ra anh A ý còn sẽ là thể hiện cái thông điệp này, thể hiện cái sự phát ngôn trực tiếp hoặc gián tiếp của tư tưởng của nhà văn, tức là nhà văn sẽ gửi gắm cái thông điệp, cái tư tưởng, cái nhân sinh quan, thế giới quan, quan niệm sống của mình vào trong tác phẩm thông qua nhân vật.
Ngoài ra là nhân vật trong truyện ngắn thì sẽ không được khắc họa tỉ mỉ và toàn diện. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì dung lượng truyện ngắn thì rất là ngắn mà. Cho nên là nhân vật trong truyện ngắn thì cũng đòi hỏi phải được khắc họa nhanh, không được khắc họa tỉ mỉ mà toàn diện. Đó chỉ là những cái lát cắt đậm đặc và đòi hỏi nhà văn ở đây phải chọn lọc và sáng tạo nhân vật thật đắt, và nhân vật phải có nét riêng, không trộn lẫn nhưng vẫn mang giá trị điển hình trong hiện thực của cuộc sống. Cho nên là chúng mình sẽ ghi vào trong này ý chính mà chị vừa mới nói. Nhân vật trong truyện ngắn thì đầu tiên chúng ta sẽ ghi là ít tuyến nhân vật. Ít tuyến nhân vật này. Và tiếp theo đó là nhân vật xây dựng theo nguyên tắc gì nhỉ? Chính xác, xây dựng theo nguyên tắc. Theo nguyên tắc này, điển hình hóa. Nguyên tắc điển hình hóa tức là sao nhỉ? Tức là nhân vật đấy phải đại diện cho số đông, phải đại diện có thể là cho hẳn một tầng lớp, cho hẳn một số đông, tức là cái chung chứ không phải là cái riêng nào cả các em nhé. Rồi tiếp theo này, và về tình huống và sự kiện trong truyện ngắn là gì? Chúng mình hãy tìm những ngữ liệu ở trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi giúp chị. Trong truyện ngắn thì tình huống về sự kiện của nhân vật được thể hiện như thế nào? Rất chính xác, bởi vì quá là dễ rồi. Ở ngay trong sách giáo khoa, những cái câu đầu tiên thì người soạn sách đã đề cập ngay cho các em, đó là truyện ngắn là một thể loại tự sự cỡ nhỏ của tác phẩm văn xuôi hư cấu, thường phản ánh một khoảnh khắc, một tình huống độc đáo, một sự kiện gây ấn tượng mạnh, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của nhân vật. Vậy thì điểm đặc biệt ở đây là gì? Đó là gì nhỉ? Đó là từ nào nhỉ? Đó là từ nào mà chị rất là nhấn mạnh đấy? Đó là từ một, kem nhá. Tình huống, sự kiện trong truyện ngắn chỉ có một, tức là sao? Tức là trong truyện ngắn thì chỉ có một khoảnh khắc, một tình huống, một sự kiện độc đáo thôi các em ạ. Cho nên ý đầu tiên chúng mình sẽ ghi vào trong vở đó chính là chỉ có một tình huống, một khoảnh khắc, một sự kiện độc đáo nhất, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của nhân vật. Ngoài ra này, ngoài ra về tình huống và sự kiện trong truyện ngắn thì nhìn chung có thể chia về tình huống, về sự kiện trong truyện ngắn thành ba loại các em ạ. Về cơ bản thì chúng ta sẽ phân chia được tình huống trong truyện ngắn thành ba loại. Và đây nhá, chị bật mí nhỏ một chút nhá, chỉ có những bạn 2K10 nào mà đang theo học của chị thì mới có thể biết thông tin này thôi. Đây là một chúng mình sẽ giữ bí mật với nhau thôi nhá. Vì cái thông tin về cái kiến thức này dù là đơn giản đấy, nhưng mà những cái bạn mà học trên, có thể là học trên lớp, thì các em ấy chưa được học đâu. Cho nên là chị sẽ ưu tiên chúng mình hơn, mà chị sẽ tiết lộ cho chúng mình về 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 cách phân chia về tình huống, để sau này mà chúng mình đi học những cái tác phẩm khác thì chúng mình có thể vận dụng vào và chúng mình có thể nhận diện được ngay. À, đây là tình huống này mà như chị Hoa đã dạy nhá. Rồi, chị rất là ưu ái cho nên là chị sẽ chia sẻ luôn và không thể nào mà chị giấu giếm thêm được nữa đâu. Về tình huống trong truyện ngắn này thì sẽ được chia thành ba kiểu, đó là tình huống truyện hành động này, tình huống chuyện gì nhỉ? Có bạn nào biết không nhỉ? Hay là có bạn nào mà kiểu rất là đam mê học văn thì có thể là bạn ấy sẽ biết đấy. Đó là tình huống chuyện là hành động này, đó là tình huống chuyện tâm trạng này, và đó là tình huống chuyện nhận thức này. Với mỗi kiểu tình huống chuyện này thì chúng ta sẽ lại có một kiểu nhân vật khác đây các em ạ. Ví dụ như tình huống chuyện hành động nhé. Tình huống chuyện hành động tức là một sự kiện đặc biệt nào đó trong đời sống của trong tác phẩm ấy, mà ở đó nhân vật bị đẩy vào tình thế chỉ có hành động thì mới thoát ra được. Và cái kiểu tình huống này thì sẽ tạo nên nhân vật hành động và tạo nên những truyện ngắn giàu kịch tính. Rồi, ok chưa? Được chưa ạ? Tình huống truyện hành động đó chính là một sự kiện đặc biệt nào đó
trong đời sống mà nhân vật bắt buộc muốn thoát ra được thì phải hành động, và kiểu tình huống này thì sẽ tạo nên kiểu nhân vật hành động và tạo nên truyện ngắn giàu kịch tính. Chị sẽ lấy ví dụ cho các em hiểu. Đó chính là tác phẩm Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân. Tác phẩm siêu kinh điển luôn, nhưng mà những bạn 2K10 ở đây thì chắc là cũng chưa được học, nhưng mà sẽ có bạn đã tìm đọc được tác phẩm này thì chị sẽ tóm tắt lại một chút để cho chúng mình hiểu nhé. Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân thì kể về mấy cuộc gặp gỡ đầy ngang trái giữa người tử tù tên là Huấn Cao và viên quản ngục. Và được biết rằng ở trong cái vùng đấy ấy, thì Huấn Cao thì là một người nổi tiếng về việc viết chữ đẹp, cho nên là cái viên quản ngục này thì rất là hâm mộ và nghe danh từ lâu, cho nên là rất là mong được gặp. Nhưng mà vì một cái tình huống rất là đặc biệt mà Huấn Cao lại bị đẩy vào trong ngục đấy các em ạ. Và tình huống đặc biệt là gì thì chị cũng không thể bật mí thêm được đâu, mà chúng mình hãy tìm đọc tác phẩm đấy và thưởng thức nó và tự gì nhỉ, chúng mình hãy thưởng thức nó và hãy tự tìm ra tại sao chị Hoa lại nói rằng là cái tình huống đấy vô cùng đặc biệt nhá. Tức là Huấn Cao thì bị đẩy vào trong ngục và viên quản ngục thì rất mong có cái cơ hội được gặp Huấn Cao. Và trong cái hoàn cảnh éo le như vậy thì Huấn Cao ở trong ngục thì nhận được cái sự biệt biệt đãi hậu hĩnh từ viên quản ngục đấy. Nhưng mà lúc đầu thì Huấn Cao rất là khinh miệt viên quản ngục này, nhưng mà rồi sau này hiểu được cái tấm lòng của viên quản ngục thì Huấn Cao lại có sự thay đổi, và Huấn Cao đã đồng ý cho chữ cho viên quản ngục. Và cảnh cho chữ này diễn ra trong nhà lao, đây là một cái cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Và chính cái chi tiết là Huấn Cao cho chữ viên quản ngục đã nảy sinh và đã xuất hiện cái nhân vật hành động ở đây, chính là Huấn Cao. Và ok chưa nào, được chưa ạ? Và tình huống chuyện tiếp theo này, tình huống chuyện đầu tiên là tình huống chuyện hành động, sẽ sản sinh ra nhân vật hành động và tạo nên chuyện ngắn giàu kịch tính nhá. Tình huống chuyện tiếp theo này, đó là tình huống chuyện tâm trạng. Và tình huống chuyện tâm trạng thì là kiểu tình huống mà rất đặc biệt của đời sống, mà ở đó thì nhân vật làm sao, nhân vật phải có biến động trong thế giới nội tâm. Tức là kiểu tình huống này sẽ tạo nên kiểu nhân vật tình cảm, tạo nên chuyện ngắn giàu trữ tình. Và tiêu biểu sắp tới đây thì chúng mình sẽ được học cái kiểu tình huống tâm trạng này trong văn bản Tôi Đi Học của Thanh Tịnh. Và cụ thể như thế nào thì chị sẽ để dành nhá, chị cũng không thể bật mí thêm được thêm tí nào đâu, mà chị sẽ hướng dẫn cho chúng mình đi tìm hiểu một chuyện ngắn nữa. Chị sẽ giới thiệu thêm nhá, cái này sẽ là giới thiệu thêm, đó là tình huống tâm trạng này thì sẽ nảy sinh ở trong chuyện ngắn khác, đó là chuyện ngắn Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam. Và câu chuyện này thì xoay quanh cái cuộc sống ở trong cái văn bản đấy thì rất là đơn điệu, rất là tẻ nhạt của người dân nơi phố huyện nghèo, và cái tâm trạng thao thức đợi tàu của hai chị em Liên và An. Tức là cái cảnh sống trong cái tác phẩm đấy ngày nào nó cũng diễn ra như vậy, nó vẫn buồn chán, nó vẫn đơn điệu, nó vẫn tẻ nhạt như vậy. Nhưng ở đây đó chính là cái con tàu, và cái chi tiết đặc biệt đó chính là cái con tàu. Mỗi khi mà chiều đến, cái con tàu nó đi ngang qua phố huyện thì hai nhân vật chị em Liên và An lại thao thức đợi tàu. Và chính vì cái ánh đèn của con tàu đấy nó giống như là cái ngọn đèn soi sáng, nó giống như là tương lai mà hai chị em Liên và An mơ ước thao thức để tìm hiểu để mà có được ấy, thì khiến cho cái chi tiết ánh đèn của con tàu ấy càng thêm đặc biệt. Và trong cái câu chuyện chuyện ngắn Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam thì cái chi tiết đợi tàu thì đã diễn ra cái tình huống tâm trạng, và ở đó thì nhân vật Liên và An bộc lộ cái thế giới nội tâm vô cùng phong phú của mình. Và tiếp theo là kiểu tình huống thứ ba, đây là kiểu tình huống nhận thức. Và tình huống nhận thức ở trong truyện ngắn chính là một cái sự kiện đặc biệt của đời sống, mà trong cái tình huống nhận thức đó, nhân vật sẽ phải đối mặt với cái vấn đề đó, tức là cái vấn đề nhận thức, và phải khám phá, phải vỡ lẽ ra về nhân sinh. Và kiểu tình huống này thì sẽ tạo nên cái kiểu nhân vật tư tưởng và tạo nên những cái câu chuyện ngắn giàu chất triết luận.
Và chị sẽ giới thiệu thêm ở đây, đó chính là truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Đây là một cái câu chuyện mà ngày xưa chị học ấy thì chị thấy rất là tâm đắc và rất là hay, bởi vì câu chuyện này thì gửi gắm ở đây đó là cái nỗi niềm trăn trở giữa nghệ thuật và cuộc sống đạo đức. Và ở trong câu chuyện này thì nhân vật chính là có Phùng này, có Phùng anh là một cái nhiếp ảnh gia, và ngoài Phùng ra thì còn có nhân vật là người đàn bà hàng chài. Và cái nhiệm vụ ở trong câu chuyện này đó chính là Phùng, một nhiếp ảnh gia đã đến vùng biển miền Trung, và cái nhiệm vụ ở đây đó chính là anh mong muốn săn được những cái bức ảnh đẹp thiên nhiên. Và sau nhiều ngày mà chờ đợi thì Phùng cũng đã có được một cái bức ảnh rất là đắt giá. Nhưng mà đằng sau cái bức ảnh ấy thì lại là một hiện thực mà khiến cái nhân vật này phải suy ngẫm về người đàn bà hàng chài bị chồng hành hạ và đánh đập, nhưng lại không thể bỏ chồng được vì cái cuộc sống của họ còn nhiều điều mà người ngoài không thể biết được. Và cái lý do ở đây đó chính là gì nhỉ? Người đàn bà hàng chài này thì có nói rằng là cái cuộc sống ở trên thuyền ấy thì không thể nào mà thiếu bóng dáng của đàn ông được, và những cái đứa con của người đàn bà hàng chài ấy thì còn quá nhỏ để có thể xa bố của mình. Và sau khi mà Phùng Phùng nhận ra cái điều đó, tức là Phùng hiểu được cái hoàn cảnh của chị hàng chài đấy, của người đàn bà đấy, và Phùng rất là muốn giúp đỡ, cho nên là Phùng đã đưa người đàn bà hàng chài đấy ra luật pháp và chánh án. Tuy nhiên thì người đàn bà đấy lại từ chối cái sự giúp đỡ và lại chấp nhận cái cuộc sống bị hành hạ, bị đánh đập như vậy. Và sau cái tình huống đấy thì Phùng nhận ra rằng cái giá trị sâu sắc về cuộc sống, rằng rằng bản thân mình thì phải nhìn nhận cái sự vật qua nhiều chiều, chứ không phải là chỉ qua một cái nhìn đầy cảm quan từ vẻ bề ngoài của nó. Và chính cái tình huống này chính là cái tình huống nhận thức. Và sau sau cái tình huống đó thì Phùng nhận thức, Phùng khám phá, Phùng vỡ lẽ ra về cuộc sống và có một cái cách nhìn khác đi về cuộc sống này. Và vậy thì bây giờ chúng mình sẽ ghi cái kết luận này vào, đó là tình huống về sự kiện trong truyện thì có một cái chúng mình sẽ ghi ba dấu cộng nhé. Ba dấu cộng nhá, đó là tình huống này, tình huống chuyện, hành động này. Tình huống chuyện hành động tức là nhân vật phải hành động thì mới thoát ra được khỏi cái tình huống đó, đúng không nào? Và tình huống này thì sẽ tạo nên chuyện ngắn giàu kịch tính, chính xác. Tiếp theo là tình huống chuyện. Tình huống chuyện tiếp theo là tình huống chuyện tâm trạng này. Mà tình huống chuyện tâm trạng này thì đó, nhân vật sẽ bị sẽ bị chìm vào trong cái tình huống đó, và cái tình huống chuyện tâm trạng này thì sẽ xoáy sâu vào cái thế giới nội tâm bên trong của nhân vật nhé, và sẽ tạo nên những cái chuyện ngắn giàu chất trữ tình. Tiếp theo là tình huống chuyện nhận thức. Và tình huống chuyện nhận thức thì đòi hỏi nhân vật sẽ chìm vào trong cái tình huống đó, và sau khi mà đối mặt với cái tình huống đó xong thì nhân vật dường như là có một cái sự nhận thức khác, vỡ lẽ khác về thế giới, về nhân sinh. Cho nên là trong truyện ngắn thì sẽ tiêu biểu vào những cái tình chúng ta sẽ tiêu trong truyện ngắn thì chúng ta có ba tình huống chuyện tiêu biểu: thứ nhất là hành động, thứ hai là tâm trạng, và thứ ba là nhận thức. Rồi tiếp theo nào, tiếp theo câu hỏi tiếp theo về ngôi kể. Vậy trong truyện ngắn có những ngôi kể nào, hay là khi mà các em đã đọc những cái câu chuyện ngắn từ trước tới nay thì các em nhận ra rằng trong truyện ngắn các em đã được học thì có những cái ngôi kể nào nhỉ? Đầu tiên là chúng mình sẽ cần phải suy nghĩ giúp chị về khái niệm ngôi kể này. Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể ở đây tức là tác giả để sử dụng khi kể cái câu chuyện đấy. Vậy có những ngôi kể nào thường được sử dụng trong truyện ngắn? Chắc hẳn rằng các em đã được đọc, được biết hoặc là được giới thiệu đến nhiều tác phẩm truyện ngắn, và chúng mình sẽ rất là dễ bắt gặp là gì nhỉ? Khi mà chúng mình đọc những cái câu chuyện ngắn ấy thì chúng mình sẽ dễ bắt gặp cái người kể chuyện trong đây xưng là gì nhỉ? Xưng là tôi đúng không nào?
Vậy nhiều bạn thì sẽ hay quên, nếu như mà người kể chuyện xưng là tôi thì đó sẽ là ngôi kể thứ nhất. Ngôi kể thứ nhất các em nhé, ngôi kể thứ nhất ở đây chính là người kể xưng tôi. Và người kể trong người kể khi sử dụng ngôi kể thứ nhất này thì có thể kể trực tiếp những gì mình nghe, mình thấy, mình nghĩ. Và đặc biệt người 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 đọc văn bản đấy khi mà tiếp cận tác phẩm với cái ngôi kể thứ nhất đấy thì dường như là chúng ta đang lạc vào trong cái thế giới mà tác giả tưởng tượng nên. Chính chúng ta mới là người được tiếp xúc với cái sự kiện đấy, được tiếp xúc với cái con người đấy, và tâm trạng của chính chúng ta mới là cái tâm trạng trong tác phẩm đấy, chứ không phải là tâm trạng của nhà văn viết ra. Đó là tác dụng của ngôi kể thứ nhất, tức là ngôi kể thứ nhất hình dung là các em sẽ dường như là các em sẽ cảm nhận rằng chính bản thân mình đang trải qua cái việc đấy. Đó là tác dụng của ngôi kể thứ nhất. Và ngoài ra ngôi kể tiếp theo mà các bạn sẽ thường xuyên được bắt gặp đó chính là ngôi kể thứ ba. Và ngôi kể thứ ba trong truyện ngắn này thì sẽ thường xuyên được sử dụng hơn là ngôi kể thứ nhất, bởi vì nó có nhiều, nghĩa là cái tác dụng của nó thì nhiều hơn. Ở đây thì người kể sử dụng ngôi kể thứ ba có thể kể linh hoạt và tự do. Người kể lúc này thì có thể tự giấu mình đi và gọi tên của các nhân vật theo tên gọi của chúng. Và cách kể này thì sẽ giúp người kể có thể kể chuyện một cách linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật. Chị sẽ lấy một ví dụ như sau. Ví dụ là đi, chị đi, nếu như mà chị có em trai chị thì sẽ tên là Tuấn Anh đúng không nào? Nếu như mà chị sử dụng ngôi kể thứ nhất để kể chuyện về em trai chị thì chị sẽ sử dụng những cái từ để nói về em trai chị, đó là gì nhỉ? Em Tuấn Anh này, em ấy này, em tôi này, đúng không nào? Đúng không nào? Đấy là ngôi thứ nhất để kể nhá. Nhưng nếu như mà chị sử dụng ngôi thứ ba để kể về em trai Tuấn Anh của chị thì chị sẽ kể như thế nào nhỉ? Chị sẽ kể là chị vẫn sẽ sử dụng được là em ấy, em Tuấn Anh, chị sẽ sử dụng được những cái từ ngữ đấy nhá. Nhưng ngoài ra chị sẽ sử dụng được những cái từ ngữ là gì nhỉ? Là mạng Tuấn Anh này, được không nào? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng ngôi thứ ba, chúng ta sẽ nhìn có điểm nhìn linh hoạt hơn mà, đúng không nào? Thì chị có thể kể về Tuấn Anh là bạn Tuấn Anh này, hoặc là anh Tuấn Anh này, hoặc là thằng Tuấn Anh này, hoặc là một cái từ ngữ gì đấy mà người ngoài sẽ sử dụng để gọi em trai của chị, đúng không nào? Tức là nếu như mà chúng ta sử dụng ngôi thứ nhất để kể thì chúng ta sẽ bị hạn chế bởi cái điểm nhìn, bởi cái cách kể, bởi vì chúng ta có cái quan hệ ràng buộc với những nhân vật khác trong cái câu chuyện mà chúng ta kể. Nhưng nếu như mà sử dụng ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ có một cái sự linh hoạt hơn trong điểm nhìn. Và ở đây ngoài điểm nhìn ra thì chị sẽ kể linh hoạt, kể tự do hơn, tức là chị có thể nhập về bất cứ một ai, chị có thể nhập vào bạn bè của người đấy, chị có thể nhập vào bố, vào mẹ, vào anh trai, hoặc là vào con đường để kể về cái nhân vật xuất hiện trong câu chuyện đấy. Tức là cái ngôi thứ ba thì rất là linh hoạt và được sử dụng hơn. Cho nên là ở đây chúng mình sẽ ghi vắn tắt lại là ngôi kể trong truyện ngắn là ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng. Người kể sử dụng khi kể chuyện. Và trong truyện ngắn thì chúng ta sẽ thường xuyên bắt gặp đó là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai nhé. Rồi tiếp theo là về ngôn ngữ trong truyện ngắn thì sao? Ngôn ngữ trong truyện ngắn thì cũng chưa được đề cập rõ ràng lắm. Cũng chưa là được đề cập rõ ràng lắm. Nhưng mà chị sẽ có một cái câu hỏi, vừa là câu hỏi vừa là gợi ý. Đó là nếu như mà bây giờ chị so sánh ngôn ngữ trong thơ ca với ngôn ngữ trong truyện ngắn thì các em sẽ thấy điều gì đặc biệt? Ngôn ngữ trong thơ ca và ngôn ngữ trong truyện ngắn thì các em sẽ thấy điều gì đặc biệt nhỉ? Về ngôn ngữ trong truyện ngắn thì sao? Về ngôn ngữ trong thơ ca chắc đi. Ngôn ngữ trong thơ ca khi mà các em đọc một bài thơ ấy, thì các em sẽ thấy cái gì nhỉ? Cái sự du dương này, cái sự trầm bổng này, cái sự gì nhỉ? Và ngôn ngữ trong thơ ca thì sao? Một câu thơ thì sẽ không có nhiều từ ngữ đâu các em ạ, chỉ có vài từ thôi. Cho nên là chúng ta sẽ nhìn về mặt mặt hình thức thì chúng ta sẽ thấy như thế nào nhỉ? Đó chính là gì? Đó chính là cái sự gì nhỉ? Về cái ngôn ngữ trong thơ ca ấy, thì nó sẽ là cái sự như nào? Cô đọng này, sẽ là cái sự hàm xúc này, và cái tình cảm trong thơ ca thì được biểu hiện một cách du dương này, rất là da diết này,
Nhưng nhắc đến trong truyện ngắn thì sao? Trong truyện ngắn thì sao? Trong truyện ngắn thì ngôn ngữ thế nào nhỉ? Do nhà văn phải xây dựng nhân vật theo nguyên tắc gì nhỉ? Nguyên tắc điển hình hóa trong cái hoàn cảnh điển hình, nên là cái việc miêu tả và cái việc miêu tả nhân vật nói riêng hoặc là ngôn ngữ ở trong truyện ngắn nói chung ấy, thì câu chữ không thể nào mà nó ngắn gọn như thơ ca được, mà câu chữ ở đây thì có thể giãn ra hoặc là co lại theo ý đồ tác giả, tức là sẽ có câu dài và có câu ngắn, nhưng là nhìn chung thì ngôn ngữ sẽ không được cô đúc hàm xúc như là trong thơ ca. Và truyện ngắn thì sẽ thường khai thác những câu chuyện trong đời sống thường ngày, và những câu chuyện này chỉ là những cái câu chuyện vụn vặt thôi, nhưng mà được nhà văn nhào nặn nó và sử dụng cái chất liệu ngôn từ, cùng với đó là những cái thủ pháp nghệ thuật cùng với đó là những cái thủ pháp nghệ thuật để sáng tạo nên cái ngôn ngữ trong trong truyện ngắn. Do đó là ngôn ngữ trong truyện ngắn thì trước hết sẽ là, thứ nhất sẽ là ngôn ngữ rất là quen thuộc với các em, bởi vì đây là ngôn ngữ từ đời sống, ngôn ngữ đời sống bắt nguồn từ đời sống, cho nên là chúng ta sẽ ghi luôn nhá. Ngôn ngữ trong thơ ca ở đây đó là ngôn ngữ tự nhiên hướng đến đời sống. Rồi, ngôn ngữ tự nhiên hướng đến đời sống, nhưng ngoài ra ngôn ngữ trong truyện ngắn thì còn điều gì đặc biệt nữa không? Để nói đến tính đặc biệt của ngôn ngữ trong truyện ngắn thì chị nghĩ là các em sẽ cần phải chú ý đến cái phong cách sáng tác của nhà văn. Bởi vì sao chị nói như vậy? Bởi vì ngôn ngữ trong truyện ngắn sẽ chứa được nhiều phong cách, mà phong cách ở đây chính là phong cách của tác giả. Chính là mỗi tác giả thì sẽ có một cái phong cách sáng tác riêng khác nhau, đúng không nào? Cho nên là khi mà các em đọc truyện ngắn thì có thể truyện ngắn này sẽ rất là kịch tính, gay cấn, nhưng mà lại truyện ngắn khác thì rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, rất là bình yên, rất là thong thả. Nhưng mà có chuyện ngắn thì lại dồn dập, lại nhanh, có chuyện ngắn lại chậm. Cho nên là mỗi phong cách của nhà văn thì sẽ xây dựng cái hệ thống ngôn ngữ trong chuyện ngắn của mình khác nhau. Và ý tiếp theo chúng ta sẽ ghi ở đây đó chính là ngôn ngữ tự nhiên hướng đến đời sống, ngoài ra là tùy từng người, tùy từng tác giả sẽ có phong cách riêng. Rồi, được chưa? Tức là ngôn ngữ trong truyện ngắn, thứ nhất thì phải là ngôn ngữ tự nhiên hướng đến đời sống. Thứ hai đó là tùy từng theo phong cách của tác giả, mà sẽ có tác giả này thì xây dựng truyện ngắn với cái phong cách là ngôn ngữ nó phải dồn dập, nó phải nhanh, nó phải mạnh, nó phải dứt khoát. Nhưng lại có tác giả khác thì cái phong cách viết của người ta lại là nhẹ nhàng, lại là dịu dàng, lại là bình yên, lại là thong thả, lại là êm dịu. Thì cái phong cách thì lại là xây dựng cái hệ thống ngôn ngữ trong đấy. Khi mà các em đọc thì các em lại thấy là nhẹ nhàng, lại thấy bình yên. Cho nên là tùy từng tác giả thì sẽ có phong cách sáng tác khác nhau. Và nhan đề trong truyện ngắn thì dễ rồi. Khi mà các em đọc vào trong sách giáo khoa ấy thì chúng ta sẽ thấy ngay điều gì đây nhỉ? Đó chính là mục 3 nhỏ, nhan đề và cách đặt nhan đề cho tác phẩm văn học, thì mục này đã đề cập rất là rõ ràng rồi, nên là chị sẽ không giới thiệu thêm kiến thức ở bên ngoài nữa, mà chị sẽ chỉ tóm tắt lại ở đây thôi các em ạ. Nhan đề như trong sách giáo khoa đã đề cập, đó chính là tên của văn bản này và thường do tác giả đặt. Và có những cái nhan đề thì có ý nghĩa gắn với chủ đề của văn bản, gợi mở cho người đọc nhiều suy nghĩ. Đoạn sau thì chúng mình tự đọc nhé. Tuy nhiên là không phải nhan đề nào cũng chứa ý nghĩa và thông điệp của tác phẩm. Và có gì không? Có sao nhỉ? Có một hay là có nhiều cách đặt tên nhan đề cho tác phẩm hả các em? Chúng ta sẽ có nhiều cách đặt nhan đề cho tác phẩm nhé. Và cái phần này thì được ghi cụ thể trong sách giáo khoa, nên là chúng mình sẽ tìm hiểu thêm, sẽ đọc kỹ những
ngữ liệu trong sách giáo khoa và chúng ta sẽ đánh dấu những điều mà chúng ta cảm thấy cần thiết nhé. Và ở đây thì chị sẽ ghi vắn tắt lại, thôi. Nhan đề trong truyện ngắn thì là tên của văn bản do tác giả đặt. Tên của văn bản do tác giả đặt. Chúng mình sẽ tự đọc thêm phần ngữ liệu mục số 3 nhan đề và cách đặt nhan đề văn bản văn học ở trong sách giáo khoa Cánh Diều trang 13 nhé các em. Và sau cái phần mà chị hướng dẫn cho chúng mình đi tìm hiểu về những yếu tố hình thức của truyện ngắn. Yếu tố hình thức của truyện ngắn đó là cốt truyện này, đó là nhân vật này, đó là tình huống truyện, đó là sự kiện, đó là ngôi kể, đó là ngôn ngữ, đó là nhan đề. Và các em biết không, trong truyện ngắn thì sẽ bắt buộc phải có những yếu tố này và không một truyện ngắn nào mà thiếu đi được những cái yếu tố này đâu các em ạ. Cho nên là chúng mình sẽ lưu ý một chút giúp chị nhé. Tuy là những cái kiến thức này thì nó chứa cái dung lượng kiến thức thì hơi lớn một chút, nhưng mà chúng mình nên cố gắng. Và bởi vì các em biết không, bởi vì những cái kiến thức này sẽ là những cái kiến thức nền, sẽ là những cái kiến thức căn bản thôi. Giống như là việc mà chúng ta trồng một cây xanh ấy, muốn cây, muốn lá xanh, muốn quả ngon, muốn hoa đẹp thì chúng mình phải chăm cái rễ, phải chăm cái gốc chứ chứ đúng không nào? Hay là muốn một ngôi nhà vững chắc, một ngôi nhà kiên cố, không bị đổ trước sóng gió, không bị lung lay trước bão giông thì chúng mình cũng phải cần một cái nền, một cái móng chắc, rồi sau đó mới là xây tường này, rồi sơn tường này, rồi vẽ hoa lá cành, vân vân. Thì ý chị là tuy là những cái bài kiến thức nền như thế này thì nó hơi bị khô một chút, hơi bị khó nhai một chút, nhưng mà chúng mình hãy cố gắng để nhai, bởi vì chỉ cần có những cái kiến thức nền này thôi, chúng ta chỉ cần là nắm chắc những cái kiến thức nền này thì những bài sau chúng mình chỉ cần áp dụng vào bài nào thì chúng mình cũng có thể là tự phân tích được. Cho nên là đầu tiên thì nó hơi khó khăn, nhưng mà khổ trước thì sướng sau. Rồi, được chưa ạ? Rồi tiếp theo là chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là những yếu tố về nội dung của truyện ngắn. Và như trong sách giáo khoa đã đề cập, chúng mình sẽ cần phải nhận biết được những yếu tố về nội dung của truyện ngắn. Và yếu tố về nội dung của truyện ngắn ở đây đó là bao gồm về đề tài, về chủ đề, về ý nghĩa của văn bản, về tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện trong truyện ngắn. Vậy câu hỏi đầu tiên, đề tài trong truyện ngắn là gì? Đề tài trong truyện ngắn là gì? Hay là chủ đề trong truyện ngắn như thế nào? Hai phương diện này, đó là phương diện về đề tài và phương diện về chủ đề, thường là các em học sinh sẽ rất là bị nhầm lẫn. Chị biết và chị hiểu, và chị ở đây sẽ là để giúp cho chúng mình không còn bị nhầm lẫn nữa nhé. Và bật mí nhỏ thôi, bật mí nhỏ nhá, là chỉ những bạn nào mà trong khóa 2K10 mà đang học chị bây giờ mới có thể phân biệt dễ dàng được như vậy thôi đấy. Rồi chị sẽ gợi ý nhá. Để trả lời cho câu hỏi đề tài trong truyện ngắn là gì, hoặc là trả lời cho câu hỏi chủ đề trong truyện ngắn là gì, thì chúng mình trước hết hãy đi giúp chị trả lời cho câu hỏi giúp chị đó là gì. Đề tài thì sẽ là viết về cái gì? Còn chủ đề thì sẽ trả lời cho câu hỏi viết để làm gì? Viết để làm gì? Rồi tại sao chị lại nói như vậy? Tại sao để chị nói như vậy đây? Bởi vì chúng ta sẽ nhớ nhớ khái niệm của đề tài và chủ đề thì nó hơi là hơi hơi bị khó một chút, cho nên là chị đã thay thế nó bằng hai cái câu hỏi. Đó là khi mà các em muốn tìm hiểu về một đề tài hoặc là một chủ đề của truyện ngắn thì trước hết hãy đi trả lời giúp chị hai câu hỏi. Thứ nhất là đề tài thì sẽ viết về cái gì và chủ đề thì viết để làm gì. Đề tài thì sẽ là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản. Và việc lựa chọn đề tài chính là bước đầu tiên để bộc lộ khuynh hướng và ý đồ sáng tác của tác giả. Tức là khi mà tác giả muốn viết một câu chuyện nào đó thì trước hết
tác giả phải lựa chọn đề tài, có thể là đề tài về người nông dân, có thể là đề tài về người chiến sĩ, có thể là đề tài về tình yêu nước, vân vân, có rất là nhiều đề tài. Nhưng mà trước hết để bắt tay viết về một tác phẩm thì nhà văn đã phải lưu ý rằng là mình muốn viết về cái gì. Thì ở đây khi mà các em tìm hiểu tác phẩm thì chúng mình cũng sẽ đi tìm hiểu là đề tài của tác phẩm đó là viết về cái gì. Tương tự như vậy, chủ đề của tác phẩm chính là những tư tưởng hoặc những vấn đề mà thông qua tác phẩm tác giả muốn truyền tải và phản ánh hiện thực tới người đọc. Vì vậy, thông điệp của tác phẩm đó có thể là ngắn, có thể là dài, nhưng chủ đề mà tác phẩm truyền tải thì chỉ có một, tức là sao? Tức là đây sẽ là tác phẩm nhá. Đây là tác phẩm này. Rồi, cái bút trắng bên này, cái bút trắng sẽ là trước, sẽ là đề tài. Tức là trước khi mà viết tác phẩm thì cần phải lựa chọn đề tài. Nhưng sau khi mà viết tác phẩm thì sẽ đưa ra được chủ đề. Bởi vì chủ đề chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm thông qua văn bản. Chúng mình rõ chưa nhỉ? Được chưa ạ? Và tiếp theo nhé, yếu tố tưởng tượng. Về tưởng tượng trong truyện ngắn thì cũng đã được sách giáo khoa đề cập rất là rõ ràng rồi. Tưởng tượng trong tiếp nhận văn học chính là tưởng tượng thông thường thì là tạo ra tưởng tượng thông thường thì là tạo ra trong tâm trí hình ảnh những cái không có trước mắt hoặc chưa hề có. Tưởng tượng gắn với nhiều công việc và lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống con người. Đoạn này sẽ cần lưu ý giúp chị này. Văn học phản ánh cuộc sống bằng hình tượng nghệ thuật. Vì thế khi sáng tác, các nhà văn phải vận dụng trí tưởng tượng để tạo ra cuộc sống như thật trong tác phẩm của mình. Tại sao tác giả lại phải tưởng tượng cái cuộc sống như thật trong tác phẩm của mình? Bởi vì nếu như mà không tưởng tượng như thật thì người đọc không thể nào mà cảm nhận ý đồ sáng tác của tác giả được. Và chỉ có tưởng tượng thì người đọc mới có thể là chìm vào cái không gian mà tác giả vẽ nên, chìm vào cái cuộc sống mà tác giả muốn hướng đến. Và nhờ có tưởng tượng thì người đọc mới có thể là nhập vào được cái tâm trạng của nhân vật ở trong tác phẩm thôi các em ạ. Cho nên là ở đây yếu tố tưởng tượng trong một tác phẩm thì sẽ có hai chiều. Chiều thứ nhất đó là tác giả phải phải sử dụng cái tài năng của mình để đưa cái tưởng tượng vào trong văn bản, để đưa tưởng tượng vào trong văn bản. Và chiều thứ hai đó là người đọc cũng phải sử dụng cái trí tưởng tượng của mình để tưởng tượng được cái bối cảnh, cái không gian và cái tâm trạng của nhân vật. Và hai cái yếu tố này phải khăng khít và gắn bó với nhau, không tách rời nhá. Cho nên là yếu tố tưởng tượng sẽ là hai chiều. Và tác giả, người đọc, tác giả này, độc giả cùng tưởng tượng khi tiếp cận tác phẩm. Rồi, được chưa ạ? Về ý nghĩa của văn bản này. Về ý nghĩa của văn bản và tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện thì chị sẽ gộp chung ý nghĩa của văn bản và tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện trong truyện ngắn được thể hiện như thế nào? Câu hỏi này thì không có trong sách giáo khoa, nhưng mà chị sẽ cần chúng mình mở rộng suy nghĩ ra một chút. Đó là ý nghĩa của văn bản này, đó là tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện trong văn bản, trong những cái văn bản thì có giống nhau hay không? Ý nghĩa của văn bản và tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện trong những cái văn bản, trong nhiều tác phẩm thì có giống nhau hay không? Chị biết, chị hiểu rằng là trong cái câu hỏi của chị thì sẽ có nhiều bạn nói rằng là giống nhau chị ạ, hoặc là sẽ có nhiều bạn nói là khác nhau chị ạ. Nhưng mà hãy cùng chị phân tích một chút nhé. Trong cái kho tàng văn học của Việt Nam từ trước đến nay thì phải nói rằng là cái số lượng tác phẩm truyện ngắn thì rất nhiều, rất rất là nhiều luôn các em ạ. Và có rất nhiều nổi bật không thể nào mà không nhắc đến, như ví dụ như là cái những cái truyện ngắn đó là gì nhỉ? Dế Mèn Phiêu Lưu Ký này, rồi chúng ta đã được nghe rất nhiều từ hồi còn nhỏ nhỏ ấy, nhỏ xíu ấy, là đã được nghe kể chuyện về Dế Mèn Phiêu Lưu Ký này,
Dế mèn phiêu lưu ký này, hoặc là chuyện Chí Phèo nhá. Chí Phèo thì như là lúc đầu chị đã giới thiệu qua đấy, Chí Phèo của nhà văn Nam Cao này, hoặc là Vang bóng một thời này, hoặc là Tôi đi học, hoặc là Gió lạnh đầu mùa này. Đây là hai tác phẩm chị vừa nhắc, là hai tác phẩm mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong những cái buổi tiếp theo, nhưng mà đó là những cái tác phẩm truyện ngắn rất là nổi tiếng. Vậy thì các em ạ, những cái tác phẩm đấy thì sẽ viết về đề tài và chủ đề như thế nào nhỉ? Sẽ viết về đề tài chủ đề như thế nào nhỉ? Sẽ viết về đề tài và chủ đề nhiều, tức là sẽ viết về nhiều đề tài và nhiều chủ đề, tức là một tác phẩm thì chỉ thể hiện một đề tài hoặc là một chủ đề thôi. Những cái tác phẩm đấy có thể là có chung đề tài, cũng có thể là có chung chủ đề, nhưng mà ý nghĩa của văn bản và tư tưởng thái độ của người kể chuyện trong văn bản đấy sẽ khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi nhà văn, mỗi tác giả thì sẽ có một cái phong cách khác nhau, sẽ là một cái luồng gió khác nhau, nên là cái tình cảm, cái thái độ của tác giả gửi gắm vào trong văn bản như thế nào thì chúng mình cần phải đi phân tích, đi đào sâu vào trong văn bản đấy thì chúng mình mới có thể tìm hiểu được. Cho nên là khi mà chúng mình tiếp cận một tác phẩm thì chúng mình mới đi tìm hiểu về ý nghĩa của văn bản và mới đi tìm hiểu được về tư tưởng và tình cảm của người kể chuyện. Cho nên là hai phần này chúng mình không thể nào mà gộp chung thành một khái niệm được, mà chỉ khi đi tìm hiểu vào văn bản thì chúng mình mới có thể phân tích được cụ thể thôi các em ạ. Và ở đây thì chị sẽ ghi cho các em nhé. Chị sẽ hướng dẫn ghi cho chúng mình ý ý chính, đó là ý nghĩa của văn bản thì mỗi văn bản sẽ chứa đựng ý nghĩa riêng. Rồi, được chưa ạ? Và tiếp theo này, về tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện thì sao? Vì tùy theo tình cảm của nhà văn gửi gắm vào trong tác phẩm của mình. Rồi, được chưa ạ? Tức là về ý nghĩa của văn bản thì mỗi văn bản sẽ có một cái ý nghĩa riêng của nó, và tư tưởng thái độ tình cảm người kể chuyện cũng như vậy, tức là khi mà chúng mình tìm hiểu văn bản chúng mình mới đi đào sâu, mới đi tìm hiểu được. Cho nên là ở đây thì chị sẽ chưa thể nào mà đưa ra cho chúng mình cái khái niệm chung nhất, mà chỉ khi chúng mình cầm văn bản đấy và chúng mình đọc hiểu và chúng mình phân tích, cho nên là chúng mình từ đấy chúng mình mới rút ra được những cái kết luận về ý nghĩa và tư tưởng tình cảm người kể chuyện thôi các em nhé. Rồi, và đến phần tiếp theo đây, đến phần hành đây. Tại sao chị lại nói hành? Có phải là hành nhau hay là hành xác không hay là gì? Mà hành ở đây thì chị ý muốn nói là học thì phải đi đôi với hành. Những gì chị nói suốt từ lúc đầu giờ đến bây giờ thì chỉ là những cái khái niệm thôi. Cho nên là bây giờ thì chúng mình hãy đi cùng nhau đến phần thực hành. Và thực hành ở đây thì chị sẽ thực hành một văn bản mà chúng mình sẽ học trước, sẽ học sắp tới. Đó là văn bản Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Và các em ơi, chúng mình cũng không phải là phân tích cụ thể vào trong tác phẩm đâu, mà chúng mình sẽ đi tìm hiểu qua tác phẩm. Nhưng mà chúng mình chỉ đi tìm hiểu qua, chúng mình chỉ tìm hiểu lướt qua tác phẩm thôi, chứ chưa đào sâu vào các em nhé. Cho nên là chúng mình cũng không cần phải lo, chúng mình cũng không cần phải băn khoăn mà nghĩ rằng là ơ chị ơi, bọn em chưa đọc tác phẩm thì làm sao bọn em có thể phân tích hay là có thể hiểu được tác phẩm. Thì các em ơi, các em cũng đừng lo, bởi vì chị sẽ hướng dẫn cho các em đi tìm hiểu, mà tìm hiểu cũng chỉ là lướt qua thôi, chưa cần phải đi tìm hiểu sâu chi tiết. Cho nên là yên tâm rằng có chị ở đây thì chúng mình sẽ làm được cùng nhau nha. Và chị sẽ chuyển qua file ở trên Google Doc nhé, sẽ chuyển qua file trên Word nhé, để chúng mình sẽ đi tìm hiểu cùng nhau nhé. Rồi, phần này đó là phần luyện tập và vận dụng. Luyện tập vận dụng thì ở đây chị đã để một cái bảng về về yếu tố về nội dung và hình thức của truyện ngắn, thì chúng mình đều nhìn rõ đúng không? Để chị kiểm tra xem là còn chia sẻ nhá. Rồi, chúng mình vẫn sẽ nhìn rõ. Rồi, ở đây là chúng mình sẽ nhìn thấy một cái bảng vận dụng ở đây, đó là những yếu tố về hình thức và nội dung của truyện ngắn, đó là những cái tiêu chí mà chúng mình đã phân tích với nhau ở đầu giờ rồi ấy. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu tiếp theo. Đi tìm hiểu tiếp theo là tìm hiểu gì đây? Đó chính là những yếu tố về nội dung
và hình thức trong một tác phẩm cụ thể. Rồi đến phần hành. Hành ở đây là thực hành nhá, chứ không phải là hành xác hay gì đâu mà lo lắng nha. Nào, đầu tiên là về hình thức này. Đề tài của truyện ngắn Tôi đi học. Đề tài của truyện ngắn Tôi đi học là gì đây? Trước và chủ đề, hai cái này thì hơi bị nhầm lẫn, nhưng mà chị sẽ phân tích luôn để có nhầm lần một thì sẽ không nhầm lần hai. Nào nhắc lại này, đề tài và chủ đề này. Đề tài thì chị sẽ trả lời cho câu hỏi viết về cái gì nhá, nhớ chưa? Nhớ vào đầu ngay luôn nhá. Đề tài sẽ trả lời cho câu hỏi viết về cái gì, còn chủ đề sẽ trả lời cho câu hỏi viết để làm gì. Và đề tài trong truyện ngắn Tôi đi học là gì nhỉ? Đó là viết về gì? Viết về kỷ niệm đầu tiên khai giảng, đúng không nào? Chúng mình sẽ ghi vào đây. À, phần này các em chỉ cần lắng nghe chị giảng thôi, chứ chưa cần phải ghi vào trong vở đâu. Vì buổi sau đây thì chị sẽ hướng dẫn cho chúng mình đi tìm hiểu và chi tiết, cho nên là bây giờ chúng mình chỉ cần nghe giảng thôi nhá. Về đề tài trong truyện ngắn này thì sẽ viết về kỷ niệm buổi tựu trường đầu tiên. Rồi, được chưa ạ? Rồi tiếp theo này, về chủ đề trong tác phẩm này, nếu như là đề tài sẽ trả lời cho câu hỏi viết về cái gì thì chủ đề sẽ trả lời cho câu hỏi viết để làm gì, và chủ đề trong tác phẩm này đó là viết để tái hiện lại cái gì nhỉ? Kỷ niệm. Ngoài kỷ niệm ra còn gì nữa không? Đó là gì nhỉ? Cảm xúc của ai? Của ai nhỉ? Của ai? Của tuổi học trò. Tái hiện lại kỷ niệm cảm xúc của tuổi học trò vào ngày gì nhỉ? Vào ngày đầu tiên khai trường. Chính xác rồi. Chủ đề viết về cái viết để làm gì? Viết để tái hiện lại kỷ niệm cảm xúc của tuổi học trò ngày đầu tiên khai trường. Đợi chị để chị sửa chỗ này nhé. Rồi, đề tài viết về kỷ niệm buổi tựu trường đầu tiên, còn chủ đề viết để tái hiện lại kỷ niệm cảm xúc của tuổi học trò ngày đầu tiên khai trường. Về ý nghĩa của văn bản này, và hai phần này này, ý nghĩa của văn bản và tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện này thì sao nhỉ? Thì ở đây thì chị cũng đã nói là chúng mình cần phải đi tìm hiểu, đi đào sâu vào văn bản, đúng không nào? Tuy nhiên là chị sẽ đưa ra một vài thông tin cho các em luôn, đó là ý nghĩa của văn bản này. Thì ý nghĩa của văn bản này đó là trang hồi ức của Thanh Tịnh về ngày đầu tiên khai trường, đầy những cái kỷ niệm mơn man mông bâng khuâng xao xuyến về cái ngày đầu tiên đấy. Về ý nghĩa của văn bản thì đây là trang hồi ức kỷ niệm của Thanh Tịnh của ngày đầu tiên khai trường. Rồi, được chưa ạ? Của ngày đầu tiên khai trường nha. Và tư tưởng, tình cảm, thái độ của một cái chuyện trong truyện ngắn Tôi đi học này thì sao? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng mình sẽ cần phải đi tìm hiểu về phong cách của Thanh Tịnh. Và phong cách của Thanh Tịnh thì chị sẽ nói qua cho các em hiểu, đó là một cái phong cách sáng tác rất là êm dịu, rất là mơn man bâng khuâng, nhẹ nhẹ, lâng lâng, dịu dàng, trong sáng. Cho nên là cái phong cách ấy gắn vào cái văn bản Tôi đi học này thì tư tưởng, tình cảm mà Thanh Tịnh muốn gửi gắm đó chính là tư tưởng, tình cảm đằm thắm, êm dịu, nhẹ nhàng và trong trẻo. Đó là tình cảm của văn bản này. Và mỗi văn bản thì nhà văn sẽ gửi gắm một tình cảm hay một thái độ khác nhau. Rồi ạ, về cốt truyện thì sao? Cốt truyện của Tôi đi học như thế nào? Để trả lời câu hỏi này thì chúng mình chỉ cần dựa ngay vào những cái kiến thức đầu tiên ở trong sách giáo khoa thôi. Về cốt truyện trong truyện ngắn thì có thể là cốt truyện kỳ lạ, có thể là cốt truyện giản dị đời thường, có cốt truyện giàu tính triết lý, trào phúng, châm biếm, hài hước, lại có truyện ngắn rất giàu chất thơ. Và ở đây thì cái cốt truyện kể về cái kỷ niệm đầu tiên thì chắc chắn 100% nó sẽ là cốt truyện giản dị đời thường.
Về nhân vật này, nhân vật trong truyện ngắn thì sao? Nhân vật trong truyện ngắn thì thường ít tuyến nhân vật, và trong truyện ngắn này thì các em sẽ chỉ bắt gặp nhân vật chính trong truyện ngắn này, các em sẽ chỉ bắt gặp nhân vật đôi này, ngoài ra sẽ có vài nhân vật phụ, chỉ có vài nhân vật phụ thôi. Đó sẽ là người mẹ của nhân vật tôi này, và đó sẽ là hình ảnh thầy giáo này. Ngoài ra còn nhân vật phụ là nhân vật ông đốc này. Và kỹ càng hơn thì chúng mình sẽ dành cho buổi sau nhá. Về tình huống chuyện này thì sao? Tình huống chuyện này thì như chị cũng đang nói ở phần trước, nếu như là bạn nào còn để ý và còn nhớ thì tình huống trong truyện ngắn thường chia ra thành 3 loại: tình huống chuyện hành động, tình huống chuyện nhận thức và tình huống chuyện tâm trạng. Với truyện ngắn này thì đây là tình huống chuyện tâm trạng nhé. Và vì sao chị lại nói tình huống chuyện này là tình huống chuyện tâm trạng thì chị nghĩ cũng hay để dành cho buổi sau. Còn ngôi kể ở đây này, ngôi kể trong truyện ngắn này, các em sẽ bắt gặp người kể chuyện ở đây là xưng tôi, và người kể chuyện xưng tôi thì 100% các em học sinh sẽ nói được ngay với chị Hoa là chị ơi, đây là ngôi kể chuyện thứ nhất. Quá là dễ dàng đúng không nào? Học văn dễ như ăn kẹo mà, quá là dễ. Và còn ngôn ngữ trong truyện ngắn này thì sao? Về ngôn ngữ trong truyện ngắn này thì sẽ là ngôn ngữ giàu biểu cảm. Rất giàu biểu cảm, rất giàu cảm xúc các em ạ. Vì thanh tịnh rất là bồi hồi, rất là xao xuyến khi nhớ về ngày đi học đầu tiên. Cho nên là ngôn ngữ trong truyện ngắn thì cũng rất là giàu biểu cảm và giàu cảm xúc. Và nhan đề trong truyện ngắn thì cũng đã đề cập rất rõ ở trong mục 3. Và nhan đề trong truyện, đặc biệt là nhan đề truyện ngắn tôi đi học này, còn được phân tích ở trong mục 3 nữa. Cho nên là chị cũng sẽ ghi luôn vào trong đây. Nhan đề trong truyện ngắn này là cách đặt nhan đề lấy tên một sự kiện. Lấy tên một sự kiện cụ thể trong tác phẩm. Rồi, được chưa ạ? Vậy thì đây, ở trên thì sẽ là lý thuyết ngày hôm nay chúng ta cần phải học. Đó là khi mà tìm hiểu một tác phẩm truyện ngắn thì chúng mình cần phải nhận biết được những yếu tố về hình thức và những yếu tố về nội dung giúp chị. Yếu tố về hình thức thì chúng ta cần phải đi nhận biết được đề tài, được chủ đề, được yếu tố tưởng tượng, tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện, ý nghĩa của văn bản. Tương tự là yếu tố về nội dung thì chúng mình cần phải đi nhận biết giúp chị về cốt truyện, về nhân vật, tình huống sự kiện, ngôi kể, ngôn ngữ, nhan đề. Và đấy là lý thuyết. Và ngay ở bảng ở dưới thì chính là phần thực hành của chị em mình vừa ngay lúc nãy. Nếu như mà mình ốp cái bảng này vào phân tích một tác phẩm thì chúng mình dễ dàng mà phân tích được ngay và luôn luôn. Đó chính là khi mà chúng mình đi tìm hiểu những yếu tố về hình thức và những yếu tố về nội dung của truyện ngắn thì chúng mình sẽ vạch ngay ra được những cái ý chính như thế này. Và chỉ cần vạch ra được ý chính thì chị tin chắc rằng đó là những cái em học sinh của chị sẽ phân tích được kỹ càng hơn nhờ những ý chính. Bởi vì các em biết không, nếu như chúng ta có một cái nền vững chắc rồi thì những cái yếu tố như là xây gì nhỉ, xây tường này, rồi là sơn tường này, rồi là hoa lá cành thì quá là đơn giản rồi, và việc khó nhất thì chúng ta đã làm xong, còn việc khó nhì thì chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Và các em yên tâm là chúng mình, là các em sẽ không đơn độc, bởi vì các em còn có chị ở đây. Chị sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng chúng mình trong suốt một năm học lớp 8 các em nhé. Và các em yên tâm, nếu như mà còn bất kỳ một thắc mắc hay là còn những cái khó khăn, những cái câu hỏi chưa hiểu về bài học ngày hôm nay thì các em cũng hãy phản hồi bằng cách là phản hồi qua chị trợ giảng, hoặc là hãy comment ngay vào trong video được phát, để khi mà chị nhận được những cái phản hồi đó thì chị sẽ trả lời ngay lập tức, sẽ giải đáp thắc mắc ngay lập tức. Và các em ơi, chị sẽ đồng hành cùng chúng mình trong suốt một năm học sắp tới, nên là chúng mình hãy cùng nhau cố gắng nhé, bởi vì chị tin học văn thì dễ hơn cả ăn kẹo. Rồi, chào các em. Bye bye. Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học toàn diện lớp 8, 2K10 để chinh phục chương trình mới các em nhé.